Quý vị và cả bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và cả ban, dưới tác động của vùng hồi tụ gió và gió đông nam ẩm, nên toàn bắc bộ có mưa nhỏ xen lẫn mưa phùn và mưa rào. Trưa và chiều vùng hồi tụ gió di chuyển ra phía biển, bắc bộ chỉ còn chịu tác động của gió đông nam ẩm và duy trì tình trạng mây nhiều, mưa phùn và sương mù. Đời gió đông ẩm vẫn ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở bắc miền trung gây mưa nhỏ rải rác, nhưng trưa và chiều trời sẽ chuyển khô ráo, nền nhiệt tăng các tỉnh thành khác của miền Trung có nắng sớm. Tây Nguyên Nam Bộ trời tạnh ráo, riêng Nam Bộ nắng sớm, nên nhiệt tăng mạnh. Thời tiết ở hai đầu đất nước có sự phân hóa rất rõ rệt. Miền Bắc nồm ẩm, miền Nam xuất hiện một số điểm nắng nóng, bảo hiệu mùa khô bắt đầu. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là những nơi có thời tiết lý tưởng nhất trong ngày hôm nay và ngày mai trên biển, không khí lạnh suy yếu, toàn bộ cả vùng trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển dần sang hưởng Đông, sau đó là hướng Đông Nam cấp 3, cấp 4, kèm theo mưa rải rác và sương mù. Thời tiết biển thuận lợi cho chuyển ra khơi đầu năm của bà con người dân. Bây giờ là dự báo thời tiết cả vùng trong cả nước. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác cỏ rông. Gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời lành, có nơi trời rét. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ rải rác, trời lành, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ. Bây giờ là phần dự báo thời tiết cả khu vực trong tỉnh. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày hưởng nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%. Khu vực miền núi mây thay đổi, ngày hưởng nắng, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ từ 78 đến 96%. Phần nhiệt độ các vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.